Bất động sản Phan Hảo và Đồng Tập. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở phía trước màn hình quý anh chị là đường này là đường tỉnh lộ 44B ha, thuộc xã Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì vị trí mình em đang đứng này cách đường quốc lộ 55 khoảng tầm 40m ha. Ngay cái đèn đỏ đó là đường quốc lộ 55 và bên kia đường là thị trấn, trung tâm thị trấn Long Điền nha quý anh chị. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị. Là một căn nhà góc hai mặt tiền đây, căn nhà góc hai mặt tiền ha, đây, ngang từ cái trụ điện này ha, qua ngay cái mấy trụ điện kia là 10m, sâu vào trong là 24m đây, nhà cấp 4 còn khá là kiên cố nha quý anh chị, chủ đã lên 50m thổ cư rồi, mà giá khá là mềm quý anh chị, mặt tiền kinh doanh buôn bán, mà giá chỉ có 5,5 tỷ thôi quý anh chị, 5,5 tỷ thôi, phía ngoài đây là chủ ốp gạch hết nha quý anh chị. Đấy, vị trí này kinh doanh buôn bán khá là sầm uất luôn nha. Đấy. Phía trước của mình đây là quốc lộ 55 nè. Là thì đường quốc lộ 55 rẽ trái là về thành phố Bà Rịa, đi về thành phố Hồ Chí Minh. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tầm 85 đến 90km cho quý anh chị. Và đặc biệt hướng ngược lại đây, đi về biển Phước Hải ha. Mình cách biển Phước Hải khoảng tầm 8km cho quý anh chị, khá là gần, đi về Lộc An khoảng tầm 13km và đi về biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận. Đi về Hồ Tràm thì rơi vào tầm 20km ha. Phía trước là quốc lộ 55, để em quay ra cho quý anh chị xem. Em đi bộ ra quốc lộ 55 được không quý anh chị? Đường này là đường 36m, đường nhựa vỉa hè mới vừa đổ nhựa luôn ha. Kinh doanh buôn bán quá là sầm uất luôn. Tại vì em quay lúc này là ngay trưa nắng, quá nắng luôn quý anh chị. Quá nắng luôn. Đấy, xe này, mấy cái xe này bản số 5160 này là đi về Hồ Tràm đúng không chị? Đi về Hồ Tràm, Phước Hải, Lộc An đây ha. Đấy, mình vừa kinh doanh buôn bán vừa nghỉ dưỡng được luôn quý chị nè. Đấy, đây, đèn đỏ này là đường quốc lộ 55 ha. Đấy, qua bên kia đường là trung tâm thị trấn Long Điền nha quý chị. Nhà hiện tại đại chủ đang cho thuê nha. Quý chị nào mà quan tâm thì inbox em gọi trực tiếp chủ nhà ra mở cửa xem nhà luôn nha quý chị. Đây, đường này quốc lộ 55 này. Đấy, mình bên kia là chợ Ngãi nè. Đi ra đây khoảng tầm 300m rồi tới chợ Ngãi quý anh chị. Trường học, ủy ban đây khá gần luôn ha, gần trung tâm hành chính huyện luôn quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà quan tâm cái căn nhà góc hai mặt tiền này thì inbox cho em. Em nói lại diện tích căn nhà của mình là ngang 10m, sâu 24m, chủ đã lên là 50m thổ cư rồi ha. Xây dựng tự do, đất nhà mình là phủ hồng toàn bộ, lên thổ cư thoải mái nha quý anh chị. Giá chỉ có 5,5 tỷ thôi. Đường này là đường nhựa vỉa hè mới vừa làm xong luôn nha quý anh chị. Em xin nói lại đường này là đường huyết mạch, đường tỉnh lộ 44B, kết nối từ trung tâm thị trấn Long Điền đây nè, đi về Phước Hải, đi về Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc là con đường này ha. Tại vì đường quốc lộ 55 thì đường nó nhỏ hơn ha, người ta thường thường bây giờ là đi về đường này hết. Đường này mới vừa mở rộng xong. Để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem luôn. Đây là cái sổ của mình quý vị ha. Thửa đất số là 463 tờ bản đồ 19, địa chỉ là xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 234,2m², thực sự dùng riêng, mục đích sử dụng là 50 thổ cư, còn lại các năm khác ha, thời hạn đã ở lâu dài. Đây thưa của mình, thì nhà của mình là quay về hướng đông bắc ha, hướng chị nào hợp hướng đông bắc thì bốc cho em, và hướng hẻm bê tông này là hướng đông nam ha, hai mặt tiền cực kỳ đẹp để em xuống quay cho quý xem. Căn nhà của mình góc hai mặt tiền này quý anh chị, ngang là 99 là 10m ha. Phía sau 10m nở hậu, sâu vô là 24m này, góc hai mặt tiền bê tông phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. Đây nè, 234,1m đất ở nông thôn hết luôn ha. Đây, đó, cho quý anh chị xem dân cư ở đây, kinh bích luôn ha. Lên đây là xíu tới đường quốc lộ 55, đường này là đường huyết mạch kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc ha. Qua bên này là tâm chính huyện, và đây là chợ Ngãi đây, khá là gần ha. Căn nhà mình đây, góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp, phủ hồng hết luôn. Rồi, cảm ơn quý anh chị xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.